Cường xin chào cả nhà nha. Hôm nay Cường đi thăm bẫy rắn cả nhà ơi. Thì sớm giờ Cường cũng thăm đâu cũng cỡ hơn chục cái cả nhà, nhưng mà nó vẫn không dính nha cả nhà. Thì nói chung ra thì còn cái bẫy này thì Cường cũng có thăm rồi cả nhà. Cường xuống Cường thấy nó dính rồi Cường mới bật cái cam lên Cường quay cho cả nhà xem. Thật sự là như vậy nha cả nhà. Thì cái bẫy này Cường đặt ở đó cả nhà. Nói chung là cặp lộ cả nhà ơi. Cặp lộ quá trời cặp lộ. Cường không biết quay cách sao đây nữa, mà chắc hồi Cường sẽ quay cảnh bắt ra chỗ khác nha cả nhà. Bởi vì cái này cặp lộ quá. Thì đầu video Cường cũng xin chúc cho cô dì chú bác và các anh em đồng nghiệp là có một ngày là làm ăn là gặt hái được nhiều thành công trong công việc nha cả nhà. Chúc anh em đồng nghiệp bẫy rắn là bữa nay là trúng lớn nè, chứ Cường này là trúng gió rồi cả nhà ơi. Thăm luồn 30 cái mà thăm nãy giờ mười mấy cái chưa có con rắn bỏ vô vỏ nha cả nhà. Nói không phải nói dốc cả nhà chứ để lấy xuống cho cả nhà xem. Đây nè. Trời ơi trời, mười mấy cái bẫy nè cả nhà. Chết luôn. Đặt rắn kiểu này là cả nhà biết gì không cả nhà. Giàu rồi cả nhà ơi. Lẹ giàu lắm nha. Cái này giờ biết ra nhà giàu gì không? Giàu hòm á. Thăm việc 3 bữa 4 bữa gì vậy ha, một cái nha. Gạo không có mà ăn. Đây nói chung cái bẫy còn đặt dưới đó đó cả nhà. Thôi giờ Cường xuống cùng quay cho cả nhà xem. Hồi nãy Cường có đi xuống Cường thăm rồi nghe cả nhà. Nãy Cường xuống Cường kiếm chứ không phải là Cường thăm luôn. Dấu dò Cường đi nè. Cái bẫy Cường đặt ở đây này nghe cả nhà. Cường giờ nãy Cường dở lên Cường thấy dính con rắn chà bá lửa chắc luôn. Con lành bự lắm. Ôi trời ơi cả nhà. Nó bóng giới luôn cả nhà ơi. Nè coi nè. Nó thấy không? Trời ơi trời, nó nặng cả nhà. Ôi trời ơi trời. Nằm ngoài dự tính rồi cả nhà ơi. Quá trời cặp lộ rồi. Cường giờ Cường rung hết trơn cả nhà ơi. Trời ơi trời. Trời ơi ông nội ơi, con gì bự vậy vậy? Má ơi má. Biếu cả nhà ơi. Phẩm này không có dính thằng khủng nha cả nhà. Cường mà dính trắng bự Cường quýu lắm nha cả nhà. Cả nhà xem cũng có gì thông cảm với Cường nha. Đừng chửi Cường khùng nha. Trời ơi con này trên 1kg rồi cả nhà ơi. Má ơi má. Hôm nay không có dính thằng khủng. Dính thằng khủng quýu cả nhà ơi. Coi nè. Quái vật ngoài hành tinh rồi cả nhà ơi. Trời ơi trời, con này cặp kia 2 á cả nhà. Thôi bây giờ đi Cường ốp máy cả nhà. Rồi đến cái địa điểm nào đó mà không có người Cường sẽ bắt ra cho cả nhà xem nha. Chứ giờ bắt ở đây ra là cái bẫy này mốt là mất nha cả nhà. Quá trời đã cả nhà ơi. Teo ghi luôn. Thấy rắn này cái teo ghi luôn. Này á phân nè cả nhà. Thấy không? Cái đầu nó nè. Trời ơi trời, ngón tay cái Cường nè. Đưa vô là không có nghĩa lý gì luôn nha cả nhà. Thôi giờ Cường ốp máy nha. Quýu quá rồi. Rồi bây giờ đi Cường khui hàng ra cho cả nhà xem cả nhà. Nãy giờ nói chung là cũng quay sơ sơ không mà chứ không có thấy được con rắn cỡ nào nha. Nghe cái nhà nó thấy rồi nè. Đó. Quá trời một phanh luôn rồi cả nhà ơi. Con đầu tiên mở hàng luôn. Cường là Cường tính là bữa nay Cường không sẽ không quay cái video này lên đó cả nhà biết tại sao không? Tại vì còn thăm mấy cái đầu á bị mất rồi với lại nó không dính nữa cả nhà. Cường tính là không quay rồi. Nhưng mà nãy Cường xuống dưới đó vô tình Cường kiếm cái bẫy đó cả nhà, rồi Cường dở lên Cường thấy rắn quá trời lớn. Rồi Cường mới quay cho cả nhà xem luôn. Cả nhà xem thì cũng thông cảm với Cường nha, không xem cái video nó bị mất đầu mất đít thì nó cũng không hay mấy nha cả nhà. Quay ngang xương thì nó cũng không hay mấy. Trời ơi con rắn nè cả nhà. Thứ gì chịu nổi không? Ôi ôi. Con này 1kg mấy rồi cả nhà ơi, trên 1kg luôn nha. Coi nè, phân nó ỉa nè cả nhà. Quá khứ con rắn nó bự. Trời ơi trời, hôm nay không có dính hàng khủng cả nhà ơi. Bữa nay mới dính được con hàng khủng nè. Coi cái lợp nè. Nó nằm cái từ đầu tới đít tới đầu luôn trời. Ôi trời. Khủng quản không cả nhà. Thôi giờ đi Cường đeo cái gắn cái camera lại Cường bắt nó ra cho cả nhà xem nha. Nó nè nghe cả nhà. Quá khứ con rắn. Quýu luôn á nha, nãy Cường bắt cầm gắn lên Cường quýu luôn á. Tay chân Cường nó rung rung vậy nè. Tại vì hôm nay không có từ đầu mùa giờ Cường không có dính con nào cả này nha cả nhà. Con khoảng chừng 7 lạng thì có chứ ngoài ra 7 lạng 7 lần hơn có chứ con này là quá hớp luôn rồi cả nhà ơi. Nói chung ra cũng mừng luôn nghe cả nhà, nghề săn bắt mà. Tại vì hôm nay thời buổi này thì nó cũng kinh tế nó cũng khó khăn cả nhà. Gắn thì nói chung là nó rẻ cả nhà ơi, với lại mà gắn rẻ mà chuột nó mắc.
rồi thăm nhiều khi không có nữa cả nhà, cho nên là cũng cực khổ nghe cả nhà, rất giả lắm. Tại mình đam mê quá thì mình phải chịu thôi. Cái nghề này có nói chung là bữa đói bữa no nghe cả nhà, chứ không phải bữa nào cũng no đâu. Đã nghe cả nhà, anh em thăm dính con bự bự ra là sướng lắm. Bữa nào đi mà không có gọi về cái mặt buồn soi vậy, đi gì tới nhà đâu có dám đưa cái mặt vô trước đâu cả nhà, đưa cái đít vô trước biết chi không cả nhà. Đặng con vợ nó có quýnh á, mình trúng cái đít mình bỏ mình chạy cái dù luôn rồi, chứ không có quýnh trúng cái đầu là xiển điển luôn nghe cả nhà. Đây nè, trời ơi cả nhà ơi, quái vật cả nhà ơi, trời ơi cả nhà, coi cái tay Cường nè, trời ơi trời, thủy quái quá hớp gắn cả nhà ơi. Con này tầm khoảng 1,2 kg nha cả nhà, 1 đến 1,2 kg nha. Trời ơi mùi tiền nghe rõ ràng luôn cả nhà, nè nè cầm gắn hối nè, tiền nghe mùi tiền rõ ràng luôn. Rồi giờ Cường ốp máy Cường đi thăm nha cả nhà, rồi có hàng khủng nữa Cường sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Khu vườn này thì Cường đặt 2 cái cả nhà ơi, 2 cái này thì chưa bao giờ được con gì luôn. Đặt hôm nay vườn im lắm cả nhà, hàng dừa đầu cỏ rồi cả nhà thấy không, nhìn địa hình không, nhìn nhức nách không, vậy mà không dính á, ngâm cái bãi cái muốn thúi luôn mà không dính được gắn, sợ luôn chứ. Không đặt chỗ này sư huynh nào lội tên rồi xuống đạp cái bãi Cường luôn. Rồi có cức là có tiền. Nè cả nhà, trắng nè cả nhà thấy không, bự không đây. Ây dùi, con này cũng đỡ cả nhà ơi, ngon lạnh. Con này cũng khá lắm nè cả nhà, nó nỉ ở bên đây cục nè cả nhà, thứ gì chịu nổi. Con này chắc cỡ 400g nha cả nhà. Kệ nó không dính thôi, dính gắn con nào con ấy biết nói tiếng người ta là được. Trời ơi đã cả nhà ơi, bóng hới luôn, trời ơi nó bóng luôn. Con này chắc cũng mới vô nha, nông chưa có xói cái đầu ha. Đĩa phân này quá trời, nông hôm Cường dảnh lên luôn nè cả nhà. Hôm 7 Cường làm dở quá, nó yếu quá nha, gắn bự bự vô nông cái muốn lớn quá gà luôn, bị gà mấy con vậy rồi nha cả nhà. Bắt nó ra nha cả nhà, kệ nó đi cả nhà ơi, nó dính được con bự bự vậy là quý rồi cả nhà ơi, thật sự ra mà nói luôn cùng mừng á cả nhà. hôm nay không có mận gì ra tiền vô tiền hết trơn cả nhà ơi. Thăm gắn thì nói chung mà Cường thăm hôm qua nó cũng không có dính nhiều nữa nha, dính có mấy con nhỏ không à, thất nhất muốn sặc máu luôn. Cường đặt gắn nói chung Cường đặt không có hay ho chứ cả nhà, Cường đặt với ồm mà, Cường đặt kiểu dạng như là đụng đâu đặt đó chứ không phải là lựa chỗ như mấy anh em đâu. Cường đặt gắn Cường gãi như gãi mạ vậy á, đụng đâu cũng đặt được chứ không cần đường mòn hay gì nha, Cường đặt thí không à. Nè cả nhà đã ghê ha, con này 400g cả nhà, gắn nhì mập mềm luôn, trời ơi cái nào, cái này là hơi bị thơm luôn nha. Thôi giờ Cường cho nó vô túi lưới nha cả nhà, rồi mình đi thăm tiếp cả nhà ơi, hy vọng là nó sẽ dính được hoa hành khủng như vậy nữa nha. Cầm gắn mát lạnh đã lắm nha cả nhà, dính hoa hành mà con mà 7-8 lạng lên ký cả nhà, cầm vô đi, cầm vô cái nó mát mà mát lạnh đã lắm nha cả nhà. Thôi giờ mình đi tiếp nha cả nhà, tiếp tục thăm bẫy nữa nha cả nhà. Trong đây thì Cường đặt 2 cái heo bò dưới nước rồi nè, cả nhà nhìn địa hình nhìn nhức nách ghê không, vậy mà chứ nó chưa dính được cái gì hết trơn nha cả nhà, không hiểu luôn, không biết có anh em đồng nghiệp đặt chưa nữa. Cường nghĩ là chắc có rồi nên gắn nó chạy chậm lại không dính, cái dấu chuột quá trời, chuột chạy theo đường mòn, còn chuột quá trời nên gắn nó không chịu ăn mồi của mình nữa cả nhà. Này hốt con cũng khủng rồi. Rồi hốt hàng cả nhà ơi, thấy phần nó rõ ràng nè cả nhà thấy không, chà con này cũng nặng dữ à nghe. Ủa trời ơi, 2 con luôn cả nhà ơi,
hèn chi nó nặng. Hai em xinh xinh nè cả nhà, hai con luôn, con chắc con gắn nhì với con gắn bét nha cả nhà, nằm một bạt luôn, thứ gì chịu nổi không, ỉa phân đây nè, phê 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 thứ gì chịu nổi nha anh em, thầm mà chín hữu hành không là ngon lắm. Cóc gài gắn nó cũng hơi rẻ nữa nha anh em, trời ơi hai con cả nhà, hai con một lúc nữa cả nhà ơi, con chắc cỡ 350-400 gram, viên con kia nhỏ xinh xinh. Thôi giờ đây con bắt nó ra cả nhà, đó con nhỏ bò ra trước rồi, con nhỏ bò ra trước rồi cả nhà, bắt nó trước luôn. Đây hai con sớm nè cả nhà, chà bá nái luôn. Nó vô xuống lưới với nghe cả nhà, cả nhà xem có rung lắc thì cũng thông cảm với Cường nha cả nhà, tại vì con mình một rồi cả nhà, cho nên làm cái gì nó cũng khó khăn hết trơn nha cả nhà, với lại đồ nghề thì cũng không có đầy đủ như của người ta nữa, cho nên quay video thì cũng dở nha cả nhà, cái nhà xem cũng thông cảm cho Cường. Con này khoảng 200 gram, 200 gram thì bắt 200 gram cho nó bò ra. Vô lụm, tiếp tục con này, con này khoảng 300-400 gram nha cả nhà, mập mềm luôn á, biết sao mà nó vô hai con chi ta, không lẽ nó gần đực hả, chui vô đây tự sát là dạng như cả nhà biết sao không? Con này nè, con này nó coi con bự này là nó thương con nhỏ đúng không, thấy con nhỏ vô nó buồn con mình nè, xong rồi cái ảnh cũng dạng như mê gái á, rồi bắt đầu ảnh bò vô theo luôn, và tới thế là xong là tự sát luôn. Nó gì chạy hả con nè cả nhà, cho mày mê gái nè, mê gái hả, nó đã ghê cả nhà, con này khoảng 400 gram nữa cả nhà ơi, đã ghê hả cả nhà, mắt lạnh nè cả nhà. Trong đây Cường có đặt cái nữa cả nhà, cái trong đây cũng từ thời Lâm Bu đi ông thì tới giờ mà nó vẫn không dính nha, vẫn không dính thì Cường cũng để hoài vậy luôn, để chừng nào dính thôi à, còn dính Cường để hoài vậy. Rồi bữa nay cũng vậy luôn rồi cả nhà ơi, cái bãi chỗ này nó ngon, cái gì mà không dính ta, kỳ cục vậy. Cường còn cũng có ít cái bẫy nữa là hết rồi cả nhà ơi, sớm giờ nó dính được có mấy con đó rồi, cái nó đứng hình luôn nha cả nhà, không có dính thêm một con gì luôn. Trời, cái bẫy đặt nó ngon mà không dính kìa. Ồ, có dính cả nhà ơi, hàm nhỏ chuột cắn bẫy chưa cả nhà, chuột cắn chốc da lưng luôn. Bây giờ Cường ướp máy cả nhà, còn hình như cũng hai cái nữa là hết rồi, để coi hai cái đó có dính này dính thì Cường sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà, còn không dính thôi. Hai mấy ba chục cái bẫy, cái nghề săn bắt là vậy nha cả nhà, bữa nào nó trúng thì nó trúng dữ lắm nha, bữa nào nó thách gọi cái là cỡ nào cũng được, mà cũng hên bữa nay nhờ được con hành bự đó thôi cũng tiêu luôn rồi cả nhà ơi, con hành nó cũng cả trên ký à, mấy cũng tiêu luôn rồi. Mà với lại là nó mất bẫy nữa nha anh em, mất bẫy nữa, sớm giờ cũng mất cũng mấy cái, nói chung là hầu như ngày nào cũng phải bị mất bẫy hết á, không mất bẫy giết nó cũng ghiền nữa. Mấy bữa nay Cường thăm ở chỗ Cường, nói chung gắn nó cũng chạy lại chạy chậm yếu lắm nha cả nhà, không hiểu luôn sao mà chuột chết không ta, kỳ cục vậy, còn hai cái là không lẽ không được con nào sao ta. Bây giờ còn cái cuối cùng, cái bẫy cuối cùng không biết sẽ như thế nào đây, hồi hộp quá cả nhà ơi, dở gà hạnh ký đồ nữa xỉu luôn. Nó chứ cũng hơi khó à, trừ khi là được ưu ái dữ lắm thôi mới được thôi, chứ ngoài ra là vô phương rồi cả nhà ơi, lớn quá mất bẫy luôn nè. Cái này hợp với con hổ dện với con hành chung bẫy nữa cả nhà, ừ hên còn bẫy, còn bẫy là còn hy vọng, hay còn hy vọng thiệt nha cả nhà, có cức nè, nặng nặng giùm con cái ông ơi, sao mà nhẹ quá vậy, trời ơi hổ hành cũng đỡ đỡ cả nhà ơi.
Thôi cũng ưu ái dữ lắm rồi. Tính đâu không có luôn. Hoành này cũng chắc 200-300 gram đó nha. Đây nè. Để cần bắt nó ra luôn nha cả nhà. Bắt nó ra luôn. Cả nhà xem có hơi lắc lắc, cả nhà không cảm nha cả nhà. Cường không có đem cái đồ ấy theo con. Chống lên cái mình gắn vô mình quay nó dễ. Cường bắt ra về cho lẹ. Cũng 200 gram, 200 mấy gram cả nhà ơi. Kệ đi có đỡ hơn không cả nhà. Trời ơi, nó thấy gì không? Nó. Này. Bây giờ đi Cường cho vô túi lưới nha cả nhà. Rồi bây giờ mình còn tổng kết số gắn luôn nha. Thôi cũng giờ cũng hết 7 cả nhà ơi. Giờ này trưa cũng nắng lắm rồi. Nắng nãy giờ cũng đứng trồng luôn ạ. Ở nhà nhìn trời xanh cảo không có miếng mây nữa. Bây giờ cũng quay anten đủ đài luôn. À, mới vừa về tới nhà luôn nha cả nhà. Bây giờ Cường lấy gắn nha, Cường cân cho cả nhà xem nha. Cường đoán chắc tầm khoảng cân luôn cái túi lưới chắc khoảng 2,5 kg nha cả nhà. Cân luôn cái túi lưới nha. Trời ơi 3 kg mấy luôn cả nhà. Ủa, gần 3 kg luôn rồi cả nhà ơi. Cái túi này 300 gram, vậy là nó gắn này được 2,5 kg, 2,5 kg, hơn 2,5 kg nha cả nhà. Nè, cái cân nè, như cả nhà thấy rồi đó nè, cân luôn túi nè, nó là 2,9 kg nha cả nhà, cũng ngon rồi cả nhà. Để bây giờ đi còn bắt gắn bự ra còn cân luôn cho cả nhà xem nha. Không biết gắn bự nó nhiêu đây, nãy còn đoán thôi mà chứ cũng không biết chính xác là nhiêu nữa. Để giờ bắt ra luôn. Mà cần nghĩ con cỡ cần cứ hốt thứ hai. Ok nha. Cũng khoảng à. Ôi trời ơi. Có cái này ngờ vơn ha. Trời ơi. Ký 50 rồi cả nhà ơi. Trời, cái túi lưới ra 50 gram. Ký 50 à. Thôi kệ thì cũng được rồi cả nhà ơi. Quá giật. Cái này là cũng là quái vật rồi. Ký 50 gram mà còn gì nữa. Rồi bây giờ Cường xin kết thúc video tại đây luôn nha. Cả nhà xem hay thì nhớ cho Cường xin một like, một đăng ký nha cả nhà. Rồi bye bye cả nhà.